Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã năm Trường Chó và rất là gần với lại Ủy ban Nhân dân quận. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà, cũng như căn nhà mình thì nằm trên một cái con hẻm rộng lên đến 15m, và phía trước căn nhà mình thì có một cái công viên, cũng như hai bên thì mình có một cái hai bên có hai làn đường xe hơi chạy dắp vòng, cũng như xe tải chạy dắp vòng vào bên trong căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì rất là phù hợp để khách hàng có thể vừa mua để ở, còn mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh tất cả các loại ngành nghề. Đây là cái khu vực ở phía trước của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 14m, giữ kiên cố là 1 trệt, 1 lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và tương tự trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng đông nam, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và chỉ với giá hơn 9 tỷ một chút xíu thôi là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và đã được các anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm ở bên trong căn nhà mình. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng. Thì căn nhà mình được thiết kế với hai lớp cửa, phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm từ chất liệu bằng sắt rất là đẹp và chắc chắn. Kế tiếp là mình sẽ có thêm một bộ cửa bên trong được làm bằng nhôm sinfa kính cường lực 10 ly, mình có hai lớp cửa. Cũng như kế tiếp là đây là khu vực gara xe hơi của căn nhà. Thì khu vực này mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80. Và hai bên thì mình có những cái mảng tường được ốp gạch trang trí rất là đẹp. Và một bên là mình được ốp gạch trang trí hiện đại. Thì căn nhà mình được thiết kế pha lẫn giữa cổ điển và hiện đại. Cũng như
Căn nhà này thì được thiết kế là phòng khách. Mình sẽ rời ra khu vực phía sau và phía bên trên tầng lửng căn nhà mình là khu vực không gian phòng bếp. Thì di chuyển vào bên trong một chút là khu vực cầu thang căn nhà. Thì trụ thang cũng như tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe và lan can mình được làm bằng sắt. Cũng như cầu thang căn nhà mình thì được ốp gạch đá rất là đẹp. Và đây là khu vực phía sau không gian phòng khách của căn nhà. Thì khu vực này cũng đã được anh chị chủ nhà thiết kế cũng như đã full nội thất bên trong. Mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa cũng như kệ đế tivi và mình có những cái bức tranh trang trí. Phía sau thì mình có một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Cũng như kế bên thì mình có một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì mình phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng gara xe hơi xí tệt của căn nhà. Và mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để chúng hàng cùng chiêm ngưỡng cũng như tham quan một căn nhà nằm trên trục đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình thì rất là gần với lại Ủy ban Nhân dân quận cũng như gần sân bay và gần trung tâm thành phố. Mình có một con đường trước nhà rộng lên đến 15m và hai bên mình sẽ có hai làn đường. Và ở giữa mình sẽ có một cái khuôn viên cây xanh, được trồng cây xanh. Và sắp tới đây mình sẽ có những cái bộ bàn ghế đá để khu vực phía trước để mình vui chơi cũng như hóng mát. Thì căn nhà mình nằm trong khu nhà lầu. Mình được xem như là khu VIP nhất của quận Gò Vấp. Và căn nhà mình thì lại nằm rất là gần với lại trung tâm thành phố và rất là gần với lại sân bay. Thì từ vị trí căn nhà mình di chuyển về sân bay thì khoảng 5 phút thôi. Và nếu chúng ta về trung tâm thì khoảng 10-15 phút là mình đã về được đến trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Rất là thuận tiện. Và chỉ với giá 9 tỷ 800 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý khách có thể sở hữu cho mình một căn nhà đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Và giá trị của nội thất trong căn nhà mình thì ước tính là gần lên cái đến cả tỷ đồng. Thì đây là khu vực phía bên ngoài, hành lang cũng như sảnh cầu thang của khu vực tầng lửng thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa. Và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng bếp. Thì phòng bếp căn nhà mình cũng đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất cũng như tặng kèm cho mình một bộ bàn ăn 6 ghế. Và bên trong không gian phòng bếp thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ An Cường rất là cao cấp. Và mình sẽ có khoảng không gian để tủ lạnh cũng như không gian giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang có một cái diện tích cực kỳ đẹp, ngang 4m2 và độ dài gần 15m, được xây dựng hết đất. Và căn nhà mình được thiết kế rất là đẹp và rất hiện đại cũng như full nội thất tặng kèm. Đây là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ số 1 cũng như phòng ngủ số 2 căn nhà mình. Thì căn nhà mình được thiết kế với 3 giếng trời rất là thoáng và rất là mát. Cũng như bên trong không gian phòng ngủ thì đã được anh chị thiết kế full nội thất tặng kèm bên trong căn nhà. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, nằm trong khu nhà lầu đồng bộ cũng như khu phân lô. Và chỉ với giá hơn 9 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế full nội thất rất là đẹp này. Thì quý khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật những cái sản phẩm mới nhất lên để cho hàng cùng tham quan và lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà ưng ý. Và căn nhà này, thật sự căn nhà này thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và là một cái khu VIP của quận Gò Vấp, rất là gần với lại trung tâm. Sát bên căn nhà mình là sân bay, cũng như căn nhà mình thì nằm gần ngã năm Trường Chó. Cho nên là mình rất là thuận tiện để di chuyển qua các quận lân cận cũng như về trung tâm thành phố. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà.
Thì toàn bộ căn nhà mình đã được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm và bố trí cũng như thiết kế rất là hợp lý. Mình có rất là nhiều ánh sáng cũng như công năng sử dụng căn nhà mình rất là đầy đủ. Và chỉ với giá hơn 9 tỷ là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp cuối năm 2020 nằm trên trục đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem, cũng như căn nhà này thì đã có sổ hoàn công đầy đủ, cũng như căn nhà này có bản vẽ thiết kế thi công cũng như từ phần thô đến phần nội thất. Và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà này sẽ được anh chị tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì khi khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ nhận nhà là vào ở ngay, mình không phải sắm thêm đồ gì nhiều. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh cũng như khu vực không gian phòng ngủ số 3. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và rất là hiện đại, và mình có rất là nhiều cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển sang phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và bốn phòng ngủ căn nhà mình thì đã được thiết kế full nội thất tặng kèm. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và rất hiện đại nằm trên trục đường Quang Trung. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rất là gần với lại ngã năm Trường Chó và kế bên là Ủy ban nhân dân quận, và căn nhà mình thì nằm sát với lại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Rất là thuận tiện để khách hàng có thể vừa mua để ở và nghỉ dưỡng cũng như mở văn phòng công ty. Với một con đường trước nhà rộng lên đến 15 mét, và mình sẽ có một cái là hai làn đường chạy giáp vòng xung quanh, cũng như ở giữa mình có một cái khuôn viên để mình trồng cây cũng như để những bộ bàn ghế đá mình hóng mát. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng, thì phía bên trong mình sẽ có một cái khoảng không gian để mình làm phòng thờ, và phía sau căn nhà mình có khoảng phòng giặt và sân phơi. Thì căn nhà mình trong khu này nhà đất Hoàng Tín đang có mấy căn nhà muốn gửi đến cho khách hàng, và chỉ với giá hơn 8 tỷ đến hơn 9 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà trong khu này. Và khu này thì đang có hướng nhà là hướng đông và hướng tây, rất là phù hợp để khách hàng có thể lựa chọn cho mình một căn nhà hợp với phong thủy hướng đông và hướng tây. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.